rất là đau buồn, và khi tôi nghe đấy thì tôi rất là xúc động. Và nhiều khi mình không nghĩ đến điều đó mỗi ngày, vì mỗi ngày chúng ta cũng nghĩ là hôm nay Chúa đang phước cho mình một điều gì đó để ích lợi cho mình không. Mình ít khi nào mình nghĩ đến là cảm ơn Chúa vì Chúa đã đến để mà hy sinh cho tôi, là bởi vì công việc Chúa làm đó là tôi được nhận phước trong ngày hôm nay. Và bài hát này thì khi mà mỗi lần tôi hát, tôi nghĩ đến thì sẽ cầu xin Chúa mở mắt tâm linh cho tôi để tôi thấy được những sự hy sinh của Chúa ngày xưa cho tôi. Và hy vọng là tối nay khi quý vị nghe bài này thì chúng ta đều cầu nguyện với Chúa được điều đó. Xin Chúa mở mắt tâm linh cho chúng ta để chúng ta thấy được điều đó mỗi ngày trong đời sống chúng ta, không phải là trong kỳ thì khó của Chúa thôi, mà mỗi ngày trong đời sống chúng ta. Anh thấy họ đang